멀랑 토디 모조 多重有我对你的真情，多重有你的。 Đây lô đất của mình nha. Đằng trước là 11.2, đằng sau 11.2. Rồi dài 30 mét. Toàn bộ diện tích đất là thổ cư hết. Nhân lên bao nhiêu? Đường bê tông là 4 mét. Mặt bên đây là đường 3 mét. Rồi nếu mà đường mình rẽ trái trước nha. Rẽ trái rồi xuống nè. Đằng trước là xong rồi đó. Rẽ trái xuống 50 mét là một cái sông lớn. Đấy, sông rất là lớn luôn, mùa này mùa khô nước á. Xuống một tí là người ta đã làm view rồi, làm nhà hàng ở dưới đây. Đấy, làm view nè, đất lô này người ta trả là 5 tỷ rồi nè. Một cái lô chừng khoảng là hơn 20 mét mặt tiền thôi. Đây. Rồi ok, để quay mặt trên nhá. Rồi con về. Rồi đây là lối ra đường quốc lộ nha. Đường quốc lộ lớn nè. Đấy thì nói chung là 150 mét là ra tới ngoài đường nhựa lớn rồi nè. Cái khúc đường nhựa này là giá từ 400 đến 500 một mét rồi. Đấy, đối diện là bưu điện Viettel à. Ở dưới đó trường học. Đấy, ở trên đây là huyện đội nè, trường cấp 1, cấp 2 rồi đầy đủ luôn. Nói chung là bán kính 0,5 mét là không thiếu gì hết á. Các cà phê. Đúng rồi, đây là quyền đội nè. Xác luôn. Trường mầm non. Còn bên đây là trường trường trung học cơ sở, trường cấp 2 nè. Đấy, còn đối diện nữa. Đấy, khu này là đây là trường tiểu học. Trường tiểu học cũng lớn luôn. Bên cạnh nó làm giống như là nhà văn hóa vậy. Đấy, đây là trụ sở Ủy ban Nhân dân. Đấy, đây là một cái ngã tư siêu to. À, cầu Tân Văn thì ngay đây luôn. Rồi, ok.